Ngay sau cặp thi đấu này, chúng ta sẽ bước vào vòng 2-1 với hai đối thủ, đó là team BLG, xin lỗi mọi người, đó là Linh Linh đối đầu với cả KT. Và ván thi đấu thứ nhất, DK đã được đội 1 luôn hả? Đối đầu với cả Gami Sport chính thức bắt đầu. DK họ sẽ ở đội xanh ở trong ván thi đấu này. Họ quyết định cấm đi Maokai, còn Gam tất nhiên rồi phải cấm Kathleen. Kathleen là con tướng. Rồi đúng rồi, nó đấm Levi, đấm ba con Levi rồi. Cấm lượt cấm này là hoàn toàn hợp lý. Một con tướng đã có những điều chỉnh sức mạnh mặc dù nó không đáng kể để những người khác. Vô đấm liền ba con luôn nha. Nhưng đối với Dep hay là Gumayushi thì đây là một con tướng rất đáng sợ ở khu vực đường dưới và bắt buộc Gami cấm Sante không? Đưa ra những lượt cấm con em. Lại DK cũng dành một sự cấm Sante không? Levi khi mà cấm đi Wukong và cả Maokai. Cấm Sante không? Kalista. Cấm Kalista. Lấy Saya đi, mày lấy Saya đi. Mày phớt bít Saya đi. Rõ ràng Kalista đang có dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Nhanh. Với gạo cái tay lên. Đối chơi Winland Win Game. Trong khi đó thì Gam còn cái gì nữa đâu? Chỉ có phớt bít Saya thôi. Trong tay của Kalin rồi và quyết định cấm luôn hả? Cuối cùng là Saya first pick quá mạnh và ngay lập tức DK họ đang nháo một bài Saiyan sau khi Saya bị cấm. Saiyan ở khu vực đường trên dành cho Kana. Mình tưởng cho nó đánh Saya luôn, đập con Raven luôn. Đến từ đội hình bên phía của Bin Plus Kia rồi. Có dấu tên nha. Anh em nhớ ủng hộ cho Gam nha. Luôn bắt đầu nhận quyên góp. Con tướng này thì nó không được đảm bảo cho lắm. Thường thì tôi ít thấy pick Saiyan đầu tiên lắm, bởi vì nếu như lựa chọn đầu Kai'Sa cũng con này kiểm soát được anh em, con này kiểm soát được. Do đó quyết định con này kiểm soát được. Đó là sử dụng Kai'Sa ở lượt pick đầu tiên, là lựa chọn đầu tiên. Gam bây giờ không còn Kalista, không còn Saya, không còn Kai'Sa. Liệu họ có muốn chơi những ngụy tướng như là Raven, như là Zeri hay không? Zeri Rakan, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Zeri Rakan là một bộ đôi đang được mở hoàn toàn dành cho đội hình bên phía của Gami Sport. Nhưng wow, tướng mà chúng ta nhắc tới OB khu vực đường trên. Vậy là Gam quyết định đánh một cái đội hình giao tranh 5 năm rồi, còn có Rakan nữa. Tại vì con sau đó thì sử dụng một vị tướng đứng giữa. Con Kai'Sa đi với con Rakan không ngon cho nên Gam không cần sợ bị đối phương lấy. Trong khi đó thì DK đang nhá con Jack. Tên sau lấy con Rakan vẫn được. Yếu ở thời điểm đầu ván đấu so với cả một con Rumble. Nhưng mà nếu kèo Rumble với Jack xuất hiện. Hai món lớn thì Rumble rất là khó khi mà Jack. Kana hạ cái tôi xuống, Kana hạ cái tôi xuống. Định là chuyển qua Kasante chăng? Kasante. Kana hạ cái tôi xuống rồi cầm thần khí Antofo lên rồi. Lấy Kasante đối đáp với cả Rumble. Kèo đánh an. Nhưng mà kèo này là yêu cầu Levi phải đánh lên trên nha anh em. Nếu như cầm con Rumble thiêu đốt là Levi phải đánh lên trên. Kết thúc giai đoạn laning với. Dạ con này nhìn hơi ghê, con này nhìn hơi ghê. Đã thành công cho vị tướng này rồi. Sao mới cơ cầm con này nhìn hơi ghê. Tổng nhiều hơn. Còn ngược lại thì DK họ đi lấy một con tướng và nó đồng thời tước đi tướng thủ của KT luôn, đó là Syndra. Và đó có thể là tướng. Được, con này đỡ hơn. Cũng không đỡ lắm. Đưa mình đi xin đi. Nhưng quyết định họ là chuyển qua Lee Sin trong tay Cannon. Khá là khó khăn nha, con Lee Sin trong tay Cannon vẫn làm cái gì đó nó rất là đặc biệt. Bây giờ mà đánh Ori là phải ban Syndra nha. Bắt buộc phải ban Syndra nha. Đối phương đã nhá vào Lee Sin ra rồi, muốn mời Gam chơi nhưng Gam quyết định là lấy Ori chăng. Ori kết hợp bắt buộc Ori ơi, đội hình của Gam là xác định Ori từ đầu rồi. Một cái lại được kết hợp với cả một cái bữa tên lửa cũng rất đẹp dành cho Gam trong Rumble Javan là xác định Ori rồi. Đó là lấy Ori. Bên nó sẽ cấm Rakan thì mình còn Nautilus. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Đội hình Wombo Combo đã được khóa lại. Tôi nghĩ rằng là KT anh đẹp trai nha. Ngại kèo. Cấm Syndra đi, cấm Syndra đi. Ở trong trận đấu cấm Syndra, cấm LeBlanc. Đó là Zeri Rakan để hoàn thành một bộ đội hình gọi là perfect trong giao tranh luôn. Nhưng với đội hình này thì giai đoạn laning Nico hả? Vấn đề để cho phía GameSpot phải xử lý thật. Trận sau mấy cơ đánh lập lăng quá. Mới có thể hướng tới những giai đoạn sau. Nhưng mà Mipking cầm Syndra cũng khép lắm anh Thiên à. Thật sự luôn là như vậy. Cấm Nico cũng được thôi nhưng mà mình vẫn thấy hai con kia nó nhìn nó hơi áp lực. Kết hợp cùng cái Lee Sin thì khả năng khống chế và khả năng gây sát thương bồi vào ở thời điểm đầu ván đấu là cực kỳ khủng khiếp. Trong khi đó thì DK quyết định cấm Aphelios trong tay của Slider để đảm bảo chắc chắn là đối phương sẽ không có một vị tướng bùng nổ sức mạnh thời gian đợt sau. Bây giờ quyết định cấm Azir như vậy thả Syndra trong tình huống này. Và thả cả hai con luôn. Thả cả Syndra lẫn lập lăng để cho đối phương có Syndra để tránh đối phương có những vị tướng có khả năng make play cùng với khả năng gây sát thương về giai đoạn sau tốt. Và bây giờ thì DK họ có một lượt cấm cuối cùng, Rell hoặc là Rakan trong tay của GameSpot ở trong ván thi đấu Yêu này. Vô tên nha. Nếu như họ cấm vào support và để hở ra một con tướng còn lại, tôi nghĩ lượt chọn tiếp theo bên phía GameSpot sẽ chọn vào hỗ trợ và để xạ thủ sau. Ui cấm đi Reta, mừng quá anh Thiên à. Reta để nó sẽ hỗ trợ dành cho Gam đánh những support mở dễ dàng hơn này. Và chúng ta sẽ cùng xem Gam họ sẽ lấy lựa chọn gì tiếp theo. Rakan không? Rakan hoặc Rell trong ván thi đấu này đều đẹp. Rell cũng được. Nói chung là mấy con meta thôi. Để cho Zeri bích sau. Tại vì bạn bích Rakan bây Rakan giờ. Rakan là con Palette tự tin nhất. Cách nào để tước đi hỗ trợ. Rồi, là Rakan vị tướng tủ trong tay của Palette. Bây giờ mid của nó còn Syndra nè. Lượt lăng nè. Những cái lượt lựa chọn này. DK bây giờ họ đang nhá vào Rell. Họ cần một con tướng có khả năng là hất văng đối phương ra.
khi mà đối phương lao vào, và chúng ta sẽ chờ xem DK họ sẽ làm gì, họ sẽ phản xạ như thế nào đây. Đội hình có hai đội tính thì hiện tại là chơi được hết đó nha anh em. Về mặt chất tướng là chúng ta đang không có thua đâu. Lấy reo. Còn đường dương của họ sẽ là vị tướng nào? Tomaker. Còn gì hài hài một xíu đi em. Đội hình này Silas gắn vào khung của Syndra hay lập lăng. Khá là đẹp khi các chiêu cuối phía kia đều là những chiêu cuối, bốn chiêu cuối giao tranh mạnh khi mà phía Gamespot đã tung ra rồi. Suy nghĩ rất căng. Silas khá là ok thôi. Nó chỉ ở mức khá thôi, tôi chưa thấy nó phải là quá là OP như trận đấu ngày hôm qua. Đấy vậy em. Đội hình này của Gam thì chiêu cuối nó cũng không đẹp lắm. Ừ ok, cho lấy Silas đi. Lấy con bài Silas để anh ta có thể cướp đi cái bộ pháp là tấp trong tay của Rakan hoặc là cái mưa tên lửa giải ra, và Zeri là lựa chọn cuối cùng của Gary Sport bởi vì họ biết rằng Zeri đưa vào đội hình. Đội hình ấy về cơ bản đội hình vẫn là đánh công ở đội hình của mình nè. Noda can win. Đây là một đội hình mà tôi thấy cực kỳ đẹp dành cho Gary Sport. Nó nằm cách nha. Noda can win. 20 phút không đánh lộn cũng được. Và chờ xem thử là họ đội hình của chúng ta là 5 năm như thế nào mà thôi. Cơ bản Lenin thua giai đoạn đi đường thua dưới 3.000 là xong, là ok. Sẽ được đánh giá là nhỉnh hơn so với cả DK một chút xíu. Tôi sợ nhất là những tình huống mà đánh nhau. Đội hình của chúng ta chỉ cần là đi đường thua dưới 3.000 là win. Đội hình của DK rất mạnh bởi vì Silas đánh 1-1 thì sẽ hơi khó so với cả con bài Ori kia. Nhưng nếu như đánh chung với cả con bài Lee 5 năm chắc chắn chúng ta mạnh hơn 100% cái đội hình này 5 năm của bên Gam mạnh hơn. Bây giờ chỉ là đi đường không để bị nó đè đi đường thôi. Khe đứt sẽ là những tình huống mà Gam họ sẽ phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là những tình huống chỉ cần đi đường không bị đè thôi. Chính xác là như vậy. Đây là cái kịch bản mà tôi muốn nhắc tới. Ở trận đấu giữa Cloud9 và T1, Faker anh ta cầm Silas đi với Ori. Anh ta chịu thua thiệt những giai đoạn đầu, nhưng ở cấp độ 5, cấp độ 6 anh ta chủ động đẩy đường trước. Bỏ lính cũng được, nhưng đẩy càng nhanh càng tốt để di chuyển cùng với rừng. Và đây yêu cầu đặt ra đầu tiên là không chết. Những cấp độ đầu tiên là đúng chất đội hình luôn á. Đội hình này là đi đường đừng có chết. Rồi để cấp 6 quý lộn. Là một trong những người chơi mà có khả năng gọi là cực kỳ hổ báo. Đặc biệt anh ta có thể né những vòng rừng đầu tiên, né mắt để đi qua cướp rừng luôn. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem hai team họ sẽ giải chuẩn bị một cái bài cấp 1 thật là chuẩn chỉ nha. Không hề thua kém so đối phương, thậm chí được đánh giá là nhỉnh hơn. Nhưng giao tranh một cái bài cấp 1 thật là chuẩn chỉ nha. Là thời điểm mà chúng cắm mắt phòng ngự, đẩy đường bảo vệ cho vòng rừng đầu tiên. Xem là Gam họ sẽ con Javan được phép đi kiếm của Lee Sin luôn. Biệt là cái vòng rừng của Levi nó sẽ phân phong nha. Và hơn nữa là phản xạ của Levi sẽ đối đầu với cả một con Lee Sin trong tay Kay là như thế nào. Khả năng cao là Gam sẽ đẩy đường được luôn á. Trong cặp thi đấu ngày hôm nay, cho nên là cũng có sẽ có khoảng trống để Levi đi kiếm thằng canh nhà luôn á. Gamisot cần các bạn nhất, họ sẽ cần sự cổ vũ đến từ tất cả các bạn khán giả hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại nói chung và hâm mộ VCS nói riêng. Và ngay bây giờ xin mời các bạn hãy để lại một hashtag trong kênh chat. Gap gap Tom. Cúp lay T1 nào, có lẽ SKT nào, đội hình này vô rồi đó, đội hình này vô rồi đó. Rumble, Javan, Orianna và Rakan. Lát tắt tên đi là anh em thấy liền nè. Một ngày thi đấu mà đối ta có Faker mà D Plus Kia, một đại diện được đánh giá rất mạnh của khu vực LCK. Hơn nữa họ có những gương mặt đã từng lên ngôi vô địch chung kết thế giới. Đây sẽ là một cuộc chiến. Cảm ơn bạn vừa donate nha. Người khổng lồ và chàng rắc tí hoa. Tắt cái tên đi Lý Trang đó. Liệu rằng GameStop họ có được sức mạnh khủng khiếp để có thể hạ gục Titan hay không? Hay là D Plus Kia sẽ có thể thị uy sức mạnh ở trong cặp đấu này? Rất khó. Có một điều mà chúng ta yên tâm đó là chúng ta sẽ đổ lỗi cho Banvic ở trong cặp thi đấu này hôm nay nếu như thua ở trong ván thi đấu thứ nhất. Được rồi, bây giờ cách vận hành sẽ là như ra sao mà thôi. Đặc nếu như biệt là thời điểm mà 2-3 món trang bị lớn chúng ta bơi thẳng vào với Google quá dễ thương luôn, không thể cản phá. Nếu như thua cặp BO3 này thì kết quả là gì anh Lâm? Một trong hai đội tất nhiên là không, chỉ có Gam thì về sân bay thôi. Đúng rồi, DK họ rất may mắn, họ thi đấu ở sân nhà. Nếu mà thua thì họ vẫn được ở lại Hàn Quốc để có thể theo dõi tiếp chung kết thế giới, và chắc chắn rồi không ai muốn Gam về nhà cả. Và hy vọng rằng Gam sẽ thi đấu tốt để chúng ta có thể mơ tới vòng 22. Và khi mà chúng ta thắng trong cặp thi đấu này thì cái tâm lý của chúng ta là cực kỳ khủng khiếp luôn. Nhưng đó cũng sẽ là một áp lực tâm lý rất lớn khi chúng ta thi đấu trên sân nhà. Ông Hoàng Minh nha. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy toàn bộ những banner đó, 90% là fan hâm mộ của D Plus Kia đang cổ vũ cho chính đội tuyển con cưng tại quê nhà. Rồi, đội hình của cả hai team đều đã chốt. Những cái điều kiện thắng của cả hai team thì chúng tôi cũng vừa chia sẻ với quý vị và các bạn rồi. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị đến với cặp thi đấu này. Cặp thi đấu rất hấp dẫn. Yo. Giữa hai tuyển D Plus Kia đối đầu với cả Gam. Và ván thi đấu đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa Gamesport và D Plus Kia đã chính thức bắt đầu. Nhẹ nhàng thôi. Đi đường cẩn thận, chất tướng ở đường giữa và đường trên đều có thể đẩy được. Hy vọng và liệu rằng có những điều kỳ tích được vẽ nên. Chất tướng đẩy được. Hy vọng chúng ta sẽ không vấp cỏ. Khi mà Gamesport họ sẽ xuất phát ở đội 2, trong khi đó thì D Plus Kia họ sẽ xuất phát ở đội 1 ở trong ván thi đấu này. Điểm quang ngọc siêu cấp. Vậy là mấy thằng cửa trên nó được chọn bên ván đầu hết hả ta? Cái đòn phủ đầu và Kana là một cái quyền năng vẫn rất là cơ bản thôi.
Trong khi đó thì Kia'Ya anh ta cầm là một cái thiên thạch bí ẩn, KT là tao thất bại. Và sau đó chát nha. Slider là một cái nhịp độ chết người và Palette là một cái hộ vệ. Chuyển tiền luôn bây giờ đi. Đá cành thối là sao? Chúng ta nhìn thấy về những cái ngọc phương mại dấu tên mà Dep với cả Kaelin cầm. Đây sẽ là một cái ngọc mà họ được cho phép trao đổi mạnh ở những giai đoạn đầu. Chúng ta phải coi diễn biến của ván đấu nữa xong rồi chúng ta mới biết là bóp người nào hay là bóp cái gì nó mới hợp lý anh em. Có nhiều cái bóp lắm. Bóp tinh thần, bóp đam vật lý, đam phép, bóp giáp, bóp kháng phép, bóp tốc độ di chuyển, nhiều lắm, bóp hồi chiêu. Đúng là như vậy. Bóp IQ nữa. Gaelin sẽ phải chơi cẩn trọng với những tình huống mà chiếm bụi đến từ Kaelin. Chiếm bụi sẽ là thứ mà Kaelin anh ta sẽ làm liên tục vào trong ván thi đấu này. Trong khi đó thì đường giữa việc hậu lính và hậu lính sẽ là rất quan trọng dành cho KT để đảm bảo chắc chắn là Ori sẽ đối đầu tốt với cả một con bài Salad. Còn ở đường trên những pha cấu rỉa máu sẽ là chìa khóa để giúp cho Kia'Ya giành chiến thắng. Vòng dương của cả hai người chơi đều đã chốt, họ đều khởi điểm với bùa xanh trước và sau đó ăn cắp. Với lợi thế có cặp đôi đường dưới hỗ trợ thì Levi đang là người dọn rừng nhanh hơn, nhưng những con mắt đã được phản đờ nó mới bắn ra sau lưng vậy. Sao vừa rồi có phản đờ nó bắn ra sau lưng nhìn hơi giật mình vậy anh em? Đó là một cái bãi người đờ nó bắn con rùi sau lưng đúng không? Có con rùi nó làm phiền đờ đúng không? Ê cái tí sao cái gục cái lính. Cái tí đã mất hai con trong hai quê lính này. Chiêu chắc chiêu. Tắt tên đi, thằng kia cũng khác gì thằng Lori đâu. Tận dụng thời điểm đó đi thẳng vào rừng. Tắt tên đi. Ra một con mắt không. Anh ta chỉ để một con mắt ở trên mà thôi. Điều này đồng nghĩa việc là nếu Lee Sin ăn chim thì đúng rồi. Phát hiện ra cây coi nó như thằng Lori đi. Đối phương là DK, họ đã để lại một con mắt ở gần bãi chim rồi. Nếu như gia bàn của Levi ăn bãi chim này sớm, điều này vâng, Buritin với lại Ritka nha. Đã đi qua tầm nhìn được cắm ra đến từ DK. Lối chơi của Levi thường xuyên cũng sẽ là clear 6 bãi. Và vừa rồi đã lộ tầm nhìn rồi, có thông tin đến từ Javan và Showmaker đánh rất tự tin. Anh ta tiến lên và chủ động ép cho KT lùi về, anh ta phách lên. Đính nhiều hơn, đừng sợ. Phải hết sức cẩn thận với những tình huống lướt lên đến Showmaker nha. Đúng rồi, lát hit, con xe. Xe là win, xe là win, yeah. Ơn Tùng Hoàng nha. Và bây giờ thì Rumble trong tay của Kia, anh ta đi thẳng vào rừng đối phương để ra một con mắt. Và anh ta biết rằng đối phương khởi điểm ở mảng rừng trên trước. Còn Lee Sin bây giờ đang có xu hướng là ở mảng rừng dưới. Lợi thế dành cho Javan trong tay của Levi, anh ta sẽ có được con cua trên khi mà những con mắt lại được cắm ra và lợi thế đẩy đường dành cho hai đường đơn. Nhưng cặp đôi đường dưới là Slider và Ballet cần phải giữ một đường mắt tin nha. Trao đổi từ vòng rừng này hoàn toàn có thể có một tình huống băng trụ. Đúng là như vậy và anh ta đúng cái tí tập trung đi em, cố gắng lên em. Thua thiệt thôi không phải là vấn đề lớn, bởi vì con Baraka ở thời điểm đầu ván đấu chơi hit sẽ rất là khó khăn trước một cố gắng lên em. Đúng rồi, có Levi sau lưng rồi, có Levi sau lưng rồi. Đẩy đi, đẩy đi. Chạy thẳng lên sông trên và xách con cua này. Anh Nam đó thì Kaden tự tin lên, đúng rồi, đứng cao lên, đứng cao lên. Với cái chất tướng và những cái bản đứng chết lên cánh trên, chết lên cánh trên. Đúng rồi, có gì chạy về phía của Levi. Về giữa và cuối game hơn rất là nhiều. Nhưng đội hình DK họ sẽ rồi nè, Levi ra cứu nè, Levi ra cứu nè, mid nè, mid nè, Levi ra cứu nè, Levi ra cứu nè. Chơi nó luôn nè. Ui, hụt chiêu ơi. Họ đánh từ từ cũng được. Và cần phải lùi lại. Và có lẽ pha trao đổi vừa rồi sẽ là chỉ là cân kèo dành cho cả hai người chơi, cả bốn người chơi mà thôi. Nhưng KT đã có một chút lợi thế về máu khi mà tình huống vừa rồi là tình huống mà Levi anh ta đổi máu so với cả Soulmaker. Và từ đó sẽ giúp cho KT dễ dàng hơn một chút trong giai đoạn đi lên. Và tiếp tục sẽ là vòng rừng tiếp theo dành cho hai người chơi đi rừng. Và những thời điểm đầu vào đấu, tính KT đang chơi một cách vô cùng cẩn trọng. Và có lẽ rằng những tình huống cẩn trọng này nên diễn ra. Hai à, Ballet, ui. Bị giữ rồi, thiêu đốt, mất tốc chết rồi. Bỏ chạy từ Ballet. T-T-Kick. Và T-T-Kick chính xác. Chiến công đầu dành cho Dep. Tôi vừa định nói là theo những chia sẻ của Sọp, cặp đôi kết hợp với Kai'Sa mưa kiếm là cặp đôi luôn luôn đẩy đường và chủ động đánh mạnh những cặp đôi đầu tiên. Và sức mạnh của Reo ở thời điểm đầu ván đấu nó sẽ nguy hiểm hơn so với cả một con Rakan. Và hơn nữa là Kaelin đã chiếm bụi được ở thời điểm đầu ván đấu. Đó lý do tại sao mà Palette không thể làm phản xạ được với một pha như anh ta nhảy ngựa bởi Kaelin. Hàm đứng lên cao rồi. Công đầu dành cho Dep với một tia chi kích và hơn nữa là chết rồi, cái thế lính này xấu quá. Levi cứu Levi ơi. Khá là nguy hiểm trong những lần sau, nhưng bây giờ cứu đẩy cái quay, đẩy cái quay. Đẩy cái quay. Đúng rồi. Chấp nhận bẻ cái vòng rừng đi. Đẩy vô đầu nó, đẩy vô đầu nó đừng cho nó ngưng động lính. Đúng rồi, xử lý tốt. Rất là nguy hiểm, nhưng họ đang muốn ngăn cho cái không giữ cái thế lính trước trụ, bắt buộc phải làm điều đó, tại vì nếu như biến về bị đóng băng lính, Slider anh ta di chuyển lại sẽ rất khó. Rồi sao nào, hiện tại Slowmaker đang bị cấu rỉa máu, Ori chưa có nhiều đồ thì chỉ một lần. Đúng rồi, lấy con chim của nó, lấy con chim của nó. Slowmaker nó yếu lắm rồi, lấy con chim của nó. Nhưng bây giờ Levi có sự hỗ trợ đi từ Palette đang muốn cướp bãi chim này. Liệu anh ta có làm được hay không đây? Đang ăn ở trên không có tầm nhìn của Kaelin đâu nha. Một con bắt được cắm ra bởi... Trừng phạt cũng được. Rồi. Nhưng bị dính sóng âm, chim đang hồi máu và Gam. Họ công kéo thời gian để trừng phạt con chim này và lấy thành công bãi chim. Cướp tốt. Lấy được một con chim lớn và vài con chim nhỏ khiến cho Canyon bị chậm một tí về mặt tốc độ dọn rừng.
khu vực giữa KT từ nãy giờ. Anh ta đi đường rất là tốt. Các bạn vô tên ép cho Showmaker vừa rồi phải di chuyển vào nhà và dịch chuyển ngược trở lại. Bây giờ thì KT mới về. Đây chúng ta sẽ cùng xem. Tặng Valet tính năng xe. Con xe luôn luôn là cái chết của hả người chơi Liên Minh mà. Bước lên năng xe. Và sau đó thì Raka đó là non á, rõ ràng nó đứng trong bụi nãy giờ, bước lên ăn con xe đó, bỏ con xe đi. Đó là một điều vô cùng nguy hiểm. Non quá non. Như chúng ta đã nói, Dep là một trong những người đi đường cực mạnh khu vực đường dưới. Và thêm nữa, vào với đội hình Dinpluskia, một đội tuyển chăn gà cực khỏe, thì Gamisport cần phải bình tĩnh trong những giai đoạn nhịp độ trận đấu lúc như thế này. Cấp độ 6 đã có bởi Soulmaker, đường dưới thì họ đẩy Dinpluskia ngay lập tức tiến công ra khung hàng rồng. Và họ sẽ có được con rồng đầu tiên trong ván thi đấu này. Đánh rất chuẩn bài nha, bởi vì rõ ràng đánh nhau ở sông. Một con Silas cấp độ 6 sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với cả một con Orianna. Nè các bạn coi nè, mấy thằng DK nó hành gà giỏi là tại sao? Nó ngửi được điểm yếu, các bạn hiểu không? Đơn giản như là trong túi của họ mà thôi. Tụi này nó ngửi được điểm yếu, nó thấy chỗ nào yếu nó sẽ bắt đầu nó cực khỏe. Vừa rồi chúng ta vừa nghe Kenyon thì anh ta có một nó thấy nó mà xác định chỗ nào yếu là nó khoét hoài. Là bây giờ nó thấy Ballet chết mạng đầu là biết đường dưới đang yếu. Là nó sẽ áp lực. Mấy thằng này nó ghê lắm. Như là thú săn mồi ác lắm. Nó ngửi thấy đường dưới yếu, ông đấm đường dưới hoài luôn à. Giữa ganh nhưng ganh là người của bóng Silas. Rất khó, chỉ có duy nhất một điều là Soulmaker anh ta lướt lên thì anh ta mới rơi vào trạng thái nguy hiểm. Nhưng anh ta biết rằng nếu như mình lướt lên có rừng thì có thể sẽ gặp khó khăn. Đó. Tiếp tục bị tấn công. Nó thấy yếu rồi là nó săn. Và cố gắng bỏ chạy. Nhưng đó là bạn đang sát thủ và hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào dành cho hỗ trợ của Gam. Chưa, mấy thằng chăn gà này nó ghê lắm. Mày vua hành gà đâu phải cái danh hữu danh vô thực. Và mất thanh tẩy đến từ Cedar, nhưng sát thương trả ngược là rất. Không phải hữu danh vô thực. Đừng đứng nha, chết cái này là đi luôn á đó. Một tình huống cố gắng trả sát thương lại non rồi. Kainen đang ở mạng sông dưới, đang ở mạng rừng dưới ở pha thế đó vừa rồi. Và Kainen chỉ chờ có thế thôi, anh ta lao vào thẳng vào trụ tốc biến nộ lam cước để lấy mạng của Slider. Bộ đôi đường dưới của Gamesport đã lên bản điểm số tới tận 3 lần trong ván thi đấu này rồi. Rất khó khăn dành cho Slider cùng với cả Palette. Tốt non rồi. Đứng ở trong bụi trông CC và Palette chịu quá nhiều sát thương và lên bảng rất nhanh. Nếu như các bạn đi đường dưới thì cái điều thất thế nhất là bắt là mất bụi. Thôi này cứu không nổi đâu, ván này boss non quá, cứu không nổi đâu. Để dành năng lượng ván sau lên. Thêm nữa là một câu cai xa mưa kiếm đẩy đường nhanh, trade hit tốt ở những giai đoạn đầu, không cho phép Gamesport có được tầm nhìn. Nhưng những tình huống di chuyển như mơ ngủ thế này sẽ khiến Gamesport mất rất nhiều. Đó là điều thực sự không cần thiết đến từ Slider. Bởi vì anh ta không có người trên rừng của mình hỗ trợ, trong khi đó đối phương lại có ở pha thế đó rồi. Và hơn nữa là cách Ngọc sử dụng phép bổ trợ này mới bắt đầu rồi. Đến tầm 10 phút hơn mà không có mạng thì còn chậm mới được. Chứ bây giờ thằng Dep nó có mạng, hai mạng như vậy là mình thấy là khó và đó nó giết hoài luôn à. Giết hoài luôn. Và trao đổi chiêu thức vừa rồi. Và đó lý do tại sao mà anh ta phải nằm xuống. Hiện tại tỷ số là 3-0 dành cho DK. Bây giờ mình phải lấy một mạng, bây giờ không đánh chậm nữa. Bây giờ mình phải làm sao kiếm được một mạng không? Lấy lại tinh thần không? Kaelin di chuyển qua tầm nhìn. Nhưng mà từ nãy tới giờ người di chuyển đến tầm nhìn nhiều nhất lại là Levi. Anh ta đi đâu thì đội hình bên phía của DK đều có thông tin cả. Và bây giờ chưa thấy tình huống ăn sứ giả và cần phải làm nhanh. Cây góc này quen lắm, đừng để KT tăng tầm này. Tôi nghĩ là họ sẽ có được sứ giả thôi, bởi vì DK họ cũng không muốn phản xạ ngược lại. Top mình đang có lợi thế cho nên mình ăn sứ giả dễ. Nhưng mà boss mình là đi rồi. Nhưng bây giờ họ đang muốn chăm chút ra đường. Boss đi rồi. Nên nhớ rằng Slider không có phép bổ trợ ở trên người. Anh ta có chiêu cuối, còn Palette chưa đặt cấp độ 6. Và DK họ đang muốn khai thác điều này chăng? Hay là họ muốn khai thác bằng KT đây? Khai thác bằng KT rất khó bởi vì KT còn full spell ở trên người. Anh ta còn tốc biến, anh ta còn chiêu cuối. Do đó chỉ là một tình huống cướp rừng trước. Còn nếu như cặp đôi đường dưới của Gam họ đánh lỗi thì có lẽ cặp đôi đường dưới của Gam mới bị gạch. Bên phía của DK Kenyon đánh rất đúng. Cái cặp Dep Kaelin là nó chỉ bị ngu macro thôi anh em. Nói chung DK nói chung nó chỉ ngu macro thôi, chứ mà đi đường LCK nó cũng có thua ai đâu. Thì Zaban trong tay của Levi từ nãy tới giờ chỉ đi farm thôi. Và Kenyon tập trung vào việc giành đường dưới và cướp rừng ở nửa mạng. Ngay cả là thằng T1 mà cấm chọn tầm 7 tầm bạ để dòng Dep nó cầm kèo trên đường dưới là cũng thở oxy. Tình huống thiếu cảnh giác đến từ cặp đôi Palette kết hợp với cả Slider ở thời điểm đầu đấu. Chung là Palette có non đó, nhưng mà Dep Kaelin nó cũng ác lắm. Khá là dễ dàng. Kèo này lăn cổ tới chết đường dưới. Các bạn thấy không, Kenyon bây giờ nó xác định là đường trên đang đánh kèo thủ rồi, đường dưới đang thắng là xuống đường dưới hoài luôn. Các bạn nhìn số lượng mắt mà DK nó cắm ở cánh dưới kìa. Tức là Levi bây giờ muốn xuống cứu cũng không được. Đường của Levi có hai đường đi ra là đường đi thẳng từ đường dưới ra, hoặc là cái đường đi cái đường ngách từ bức cổng nhỏ bức tường ra đều có mắt hết rồi. Và nhìn cánh đường dưới trước khi mà Levi ra clear tầm nhìn thì từ nãy tới giờ toàn là mắt xanh đến từ Dinpluskia. Thì bây giờ tụi DK nó sẽ đánh xoay quanh đường dưới thôi. Tiếp theo là con rồng. 50 giây nữa nó sẽ hồi sinh.
Kana thì bây giờ chỉ có cầu trời khấn Phật cho con rồng này, con rồng dởm lớn nhất của anh ta trong ván thi đấu này. Có tí cơ hội để bỏ rồng. Và Levi bây giờ đang gặp rối ở chỗ là không biết đẩy thả con sứ giả đâu nè. Hiện tại thì mục tiêu tiếp theo của DK sẽ là con rồng này, chắc chắn là thằng phê đánh ok nè anh em. Đầu game đang hơi rung rung chứ này, farm đang tốt nè. Ok, đánh từ từ chậm chậm nè. Ngàn rưỡi lật được. Do đó thì Rakan Ori Zavan Rumble. Do đó thì khu vực hang rồng này lật được về DK. Rồng tiếp theo chắc chắn là bỏ thôi. Đép cũng đừng chết nữa là được. Đầu đó chính là một cái phong thần kiếm với một con cây Samu kiếm rồi. Lượng sát thương và cái khả năng đánh nhau ở nửa cánh dưới bây giờ là thực sự khủng khiếp dành cho DK. Sát thương AOE họ có rồi. Sát thương đơn mục tiêu cũng có, combo vào người của Kana. Nhưng mà làm gì đấy? Làm gì đấy? Lính hả? Giữ lính đợn đợn. Lộ diện là lộ tầm nhìn đến từ Levi là không cần thiết ở trong tiểu này, đang muốn đổi đường để thả sứ giả khe nứt ra bởi các thành viên Game Sport, bởi vì họ biết rằng nếu như mà họ không có những phản xạ ngược lại thì đối phương sẽ snowball. Và bây giờ thì Dev đang có được những cái lớp kiên trụ. Bây giờ là đổi đường như vậy thì yêu cầu đầu tiên là kia ra đừng chết nha. Sự khác biệt hay không khi mà cái trụ ở đường trên đang còn rất nhiều stack. Dễ quá. Kana dịch chuyển ngược trở lại để phòng ngự tình huống thả sứ giả. Showmaker có dịch chuyển nha. Nếu như đánh không giết được nó đâu nha, chắc chắn 100% không giết được nó đâu. Showmaker được có thể phản công. Mời. Nó chỉ mang tính chất là để dọn. Ok, đổi gì cũng được, đổi gì cũng được. Có gì cho nó đỡ. Có oxy dòng đờ nó thở. Làm con Rumble này sẽ lên bản đồ số rất nhanh và lợi thế của nó. Ok, đồng gió. Đó là anh ta đẩy lính nhanh và anh ta giải luôn mưa tên lửa, chắc chắn rằng mình sẽ không nằm xuống. Còn Kana ngược lại, Kana sẽ khác biệt so với cả một con Rumble là gì? Là anh ta có khả năng chống chịu. Đối phương băng trụ thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và có thể sẽ phải nằm xuống ở một người. Đây là một hình ảnh của một Kana rất khác. Anh ta chấp nhận đánh thua thiệt để có thể giữ được cái sự an toàn của mình và không chủ động lao lên. Từ nãy tới giờ trước khi cái giai đoạn gọi là đổi đường thì Kana anh ta bị Kiaya gác tới gần 20 chỉ số lính. Và bây giờ đã cân bằng lại được rồi. Đúng là như vậy. Những tình huống đổi đường thì thường là những đội tuyển mà đẩy trước ở đường dưới hoặc là những đội tuyển có người chơi đường trên là vị tướng chống chịu thì luôn luôn sẽ có những cái lợi thế nhất định. Còn và DK họ đang có một con Kassante làm được đáp ứng được điều đó. Bây giờ Slider đang bị tấn công nha. Nhưng có lẽ rằng Showmaker anh ta chỉ đẩy lính mà thôi. Dòng thứ hai đã có thuộc về DK rồi. Họ sẽ không bỏ qua con sứ giả này đâu, bởi vì đây là thời điểm mà DK họ đã có những chiêu cuối ở trên người và họ có thể giao tranh tốt. Showmaker anh ta áp lực Slider tới mức đó thì là anh ta chỉ farm bằng tay mà thôi. Giữ bộ chiêu thức của mình lại để khiến cho Slider không dám lao lên. Combo E 2 lần và đúp cũng còn nguyên đó. Và khiến cho một con Jerry ở thời điểm này chưa có món trang bị đầu tiên và vẫn là một phong cách build đồ rất là Slider. Một cái gươm suy vong ở thời điểm ban đầu là dễ chết lắm nha. Kia không có chiêu cuối trên người và ngay lập tức anh ta phải bỏ trụ. Đối phương có bản năng sát thủ, có nộ long cước kết hợp với nhau là vô cùng nguy hiểm ở trong tiểu này. Và đó lý do tại sao mà đổi đường không phải là một cái động thái quá hay đến từ Game Sport. Bây giờ sao nè, hiện tại Rumble không hit được lấy xoáy. Là sông âm được tung ra. Ý, lấy được cái tốc biến. Và cây tì né luôn sông âm đó. Uri mình khỏe nha anh em. Có lợi thế. Nãy giờ phải cơ farm được nha. Tuy nhiên, chúng ta không có sứ giả và một đợt lính sẽ là những gì. Cơ farm được nha. Và cái cách mà Kainan di chuyển rất khó chịu nha. Anh ta di chuyển ở giữa mạn rừng của đối phương, khiến cho Rumble trong này kia không biết là đối phương đang ở đâu. Và sau đó thì Rumble bây giờ anh ta đã bị sờ, đã bị tấn công với Kana đứng giữa thì sao nào. Gam cố gắng lấy trụ trong cái này khi mà Dev cùng với Kana đang bị cấu rỉa máu từ đối phương. Hiện tại Gam sẽ có những trụ đầu tiên phản xạ rất tốt bởi Gam. Ôi nó lủng macro. Mấy DK bị lủng macro. Ê Gam đổi đường hồ, mấy DK nó bị lủng macro anh em. Nó không Dev, nó đưa con Kai'Sa ra mid xong rồi Kai'Sa mất tốc biến không dọn lính được. Họ không thu thiệt quá nhiều. Đúng là như vậy, một pha xoáy trước đó đến từ KT nó bóc đi lớp máu đến từ Dev và sau đó thì Gam họ tận dụng thời điểm được, nó không có công cụ dọn lính gỡ gạc lại được lượng tiền chênh lệch giữa cả hai team và hơn nữa đó là cái trụ đầu tiên của ván thi đấu này. Còn cây ra nó không có dọn lính được. Sứ giả sẽ là mục tiêu rất nóng đến từ cả hai team bởi vì chắc chắn rồi DK họ sẽ không bỏ sứ giả này như con sứ giả trước. Chúng ta sẽ hơn được một cái đó là hơn cái tốc biến của xạ thủ đối phương. Còn ngược lại thì tất cả những thành viên bên phía bên kia ngoài hỗ trợ ngon rồi. Tiền kéo lại rồi. Cũng có những điều tương tự và những điều cần đáp là có và quyết định của GameSpot là setup như thế nào mà thôi. Đúng là như vậy, vì hiện tại thì Kainan đang đi thẳng vào rừng đối phương, cướp được bãi chim rồi, cấp độ 10 so với cấp độ 9 của Levi. Ok, đánh từ từ vậy thôi cũng được, đánh từ từ vậy thôi cũng được. Đánh hồi đợi giao tranh, đánh hồi đợi giao tranh. Số không hề nhỏ một chút nào. Và sứ giả thì đã chuẩn bị xuất hiện rồi. Hiện tại thì DK cùng với cả Gam đều đưa xạ thủ. Con rồng này chơi được nha, con rồng này mình chơi được nha. Lính ở đường giữa sẽ được đẩy và con rồng đừng chết trước. Valet tấn công, cắm súng âm trung, anh ta bay về được với điều nhị tiếp viện của mình. Và sẽ chỉ là một tình huống cấu rỉa máu vào người của Palette mà thôi. Palette anh ta còn 2/3 máu vẫn có thể giao tranh được. Trong khi đó thì Oriana trong tay của KT đã về nhà rồi. Ngay lập tức anh ta về nhà đóng thẳng một cái mặt. Mình chơi được nha. Mình chơi được nha. Đặt quả cầu lên đầu Levi. Hay Palette gì cũng được.
KT đã có ngưỡng trang bị lớn rồi, sẵn sàng với toàn bộ combo, combo. Có thể sẵn sàng chuẩn bị đánh nào, và vẫn đang set up. Và Showmaker đứng rất góc, rất là khó chịu nha. Anh ta nhìn con sắt tê chút xíu luôn nha. Gam đang muốn vào, Levi canh không cướp được, và Ray của Kelly lao vào, nhưng phía bên kia nó sẽ hay một bán lượng xả ra bên phía này. Ui, được bắn, anh ta đã có được mạng đầu tiên, đó chính là Kelly. Đúng là như vậy, một góc lao vào không đẹp đến từ Kelly để pha thế đấu vừa rồi, bởi vì rõ ràng nếu như lao vào thì combo combo của Gam sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Nhưng chúng ta đã mất đi sứ giả. Cũng được, cũng được, cũng được thôi, chấp nhận. Một con sứ giả đổi một mạng cũng được. Tuy nhiên, một mạng cũng là gọi là tạm ổn dành cho Gam ở pha thi đấu này. Nhưng mà cái vấn đề của GameSpot, họ mất đi những lượng tài nguyên quan trọng rồi. Rồng, họ sẽ đánh bằng cách nào? Cái cha con rồng không sao hết. Bỏ. Lại hơi khó trong này, năm chiêu cuối của GameSpot. Bỏ, rồng gió mà cái mẹ. Trong khi đó thì cả một cái tốc biến KT cùng với tốc biến kia đều không còn ở trên người nữa. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Tình huống của Showmaker đứng ở một góc rất là khó chịu nha. Nhưng Kelly bơi thẳng vào với một góc mà rõ ràng đồng đội sẽ không thể làm tỉnh táo á. KT tốc biến. Người chơi hỗ trợ của D+ kia phải lên lướt về được. Và Kana cũng phải tốc biến để thoát khỏi cái lệnh sóng âm. Dạ. Né chiêu. Faker BK. Rồi Faker dính đủ chiêu luôn. Và đó để đuổi theo. Và đó là kill dành cho Showmaker trong điều này. Full combo. Phản đoán rất là hay nha. Không trượt bắt nào. Chỉ một có cách là lên đường trên mà gỡ mà thôi. Và ngay lập tức họ để Showmaker lên đường trên để lấy mạng của KT, không có cái gì ở trên người. Và bây giờ thì những thành viên còn lại chỉ cần hai thành viên thôi là có được con rồng. Đổi được cái flash, đổi được cái tốc biến. Bên phía của DK họ đang triển khai một thế trận rất chậm. Đổi được cái tốc biến anh này. Những sự im lặng nhưng đó nó vô nó mở băng trượng trúng mày né gì nữa. Thả tiền rồi. Và đây là một cái mạch ba rồng áp lực khủng khiếp dành cho GameSpot. Và con Kai'Sa là Kai'Sa phong thần kiếm kết hợp với cả cuồng Dagusu dành cho Dep. Đây là dính cái băng trượng né khí khô gì nữa. Đầu sĩ không có nhiều chống chịu tương đối mạnh. Trong khi đó thì sao nào, hiện tại xạ thủ của Gam đó là Slider đã có gươm suy vong và anh ta đang hướng tới là một cái đoạn đao Namori chắc với cái kiếm BF ở trên người. Farm đi con. Tại vì anh ta bị cũng không có chiêu cuối để tấn công. Và có Levi ở ê, đứng sau lưng nó, đứng đẩy nó phải đứng sau lưng đúng không? Cùng với Kaylin đánh đó đúng không? Đẩy là phải như vậy, đánh Ori đẩy là đường cánh là phải có lính sau lưng. Nó có tướng sau lưng. Chứ gặp mấy con Akali Salad thì đứng mình là bay vô nắc à. Và hơn nữa họ đang có những cái lợi thế trước Gam, đó là ba con rồng. Ít nhất bị rút kinh nghiệm anh em. Sẽ lợi thế rất lớn để đi cây kéo người để tấn công rồng tiếp theo. Đây chúng ta sẽ cùng xem bài tướng này, tình huống mà kích hoạt băng trượng trước. Đẩy băng trượng vô đầu vậy né gì. Và tốc biến lên, kết liễu thành công người chơi. Đường giữa ở GameSpot là KT ở pha thi đấu vừa rồi. Và hiện tại tỷ số đang là 4-1, lượng tiền chênh nhau chỉ là tầm khoảng 1k3 mà thôi. Những áp lực đến từ những con rồng. Anh em nhấn lại livestream giúp luôn quá nha. Lấy tinh thần cổ vũ Gam tiếp nào anh em. Mid game với khả năng quý phá đến từ một con Silas cùng với cả một con này phải cộng tốc độ di chuyển á. Chứ là cần phải có một combo. KT né hơi hiền. Đối phương nếu như đứng tách ra, đứng thành nhiều. Pha đó là mình nghĩ là khéo hồi giờ, tại vì trúng chiêu rồi giờ chỉ người ta né cũng vô duyên. Không có thực hiện tốt thì con bài Silas nó sẽ quẩy đang farm chiêu chiêu của thằng da đen đứng rình sao hết. Là một đội hình đánh mạnh ở cái nhịp đầu tiên và rất sợ những trang bị phòng ngự, và vừa rồi chúng ta nhìn thấy rồi, Silas trong tay của Showmaker có được trang bị phòng ngự ở món trang bị thứ hai. Đóng thẳng cái dây chuyền cho thằng Banshee luôn. Anh ta đóng đồ như này phải gọi là siêu chắc cú đi Showmaker. Chúng ta rất ít khi thấy một con bắn cái đầu này lên cái món đồ này, lên cái dây chuyền cho thằng Banshee, nhưng anh ta lại đóng để đảm bảo chắc chắn rằng cái lượng sát thương phép mà kia thấy nó kia là gần như bằng gây ra gần như bằng không cả. Còn bây giờ thì các thành viên của DK họ đang muốn xâm chiếm rừng của đối phương. Baron sẽ là mục tiêu rất quá sức dành cho cả hai team ở trong tình huống này. Nhưng con rồng tiếp theo 2 phút 55 giây. Ủa KT farm cháy ông 208 lính cái ném. Linh hồn rồng đẹp nha. Một linh hồn đầu game nó bị rung tay anh em. Đầu game KT nó hơi bị rung tay, giờ nó vô nhịp rồi, farm cháy ác. Vô nhịp rồi, farm gì cũng được, farm sấy chỉ cần sấy trúng thôi. Chỉ cần sấy trúng thôi. Nhiều bằng chạy còn nhanh nữa thì thực sự đó là thảm họa. DK họ đang đánh cái kiểu mà không cho gỡ. Họ triển khai lối chơi và họ mà anh em yên tâm nha, đây là con Ori mặc định. Bất kỳ một cơ hội nào để gỡ cả. Đây là Ori mặc định. Họ chia okay. Người ra sau đó thì họ đứng ở những vị trí combat nó rất là khó chịu luôn. Bởi vì rõ ràng là họ chỉ sợ combat 5v5 đứng ở một tụ ở một chỗ thôi. Nhưng họ chia người ra từng cánh một. Và bây giờ thì những cái áp lực vẫn đang còn trên người Gam nha, nhưng cửa Gam vẫn đang còn. Cửa Gam vẫn đang còn nguyên. KT chắc cũng sắp có món hai đó, anh ta farm vài đợt lính nữa sẽ là có được cái quỳ thu Morello, có được cái lượng trang bị và ít nhất là cái món trang bị này sẽ giúp rất nhiều. Đầu tiên đó chính là một cái ngọn đuốc thánh quang, thứ hai đó là đồ vương và cả một cái chùy hấp huyết. Cái quỳ thu Morello sẽ giúp giảm hồi máu và giúp cho đội hình của GameSpot có khả năng sốc chết đối phương trong những nhịp combo đầu tiên. Có cái trụ mid ngon anh em, lấy được cái trụ mid ngon quá trời.
để đảm bảo chắc chắn rằng là đối phương sẽ khó trong việc luồn cánh ở vị trí phía sau và tấn công. Có trụ mid ngon quá trời nhưng mà nhưng ở đường dưới thì sao? Hai cánh để đi đường cũng áp lực lắm nhưng chưa được. Hai cánh kia anh ta phải hết sức cẩn thận trong những tình huống đẩy cao. Xoáy đẹp là được nha anh em, chỉ cần xoáy đẹp thôi. Tại vì chênh lệch về tiền này nó không quá nhiều á. Đội hình của mình là đội hình combo mà. Combo đẹp là được. Ở cái món trang bị tiếp theo để hướng tới sẽ là con rồng thứ tư trong ván thi đấu này. Cái ngưỡng hai trang bị sẽ là ngưỡng mà đội hình GameStop đã đủ mạnh để có thể giao tranh ngược trở lại. Nhưng DK họ đánh, họ né giao tranh. Họ không để cho đối phương chủ động lao vào những pha 5v5 từ nãy tới giờ. Họ sẽ chia người ra và di chuyển tách trận hình combo combo. Đang đơ về lấy đồ không? Đơ đủ đồ chưa? Đó họ đứng mỗi người một góc. Cái khó nó là như vậy và GameSpot họ sẽ phải tìm một cái đường để... Ê nếu nó ăn rồng là mình đổi Baron được á. Sau đó mới lao vào được. Đủ đam đổi Baron ông ta. Hơi khó tại vì nếu nó ăn rồng xong nó có hai rồng gió. Với lại linh hồn rồng gió nó chạy hơi nhanh. Hơi khó còn sẽ đi ăn Baron không nhanh. Nhưng mà chúng ta đã bị lẻ đồ ấy Thiên à. Cái dở là như vậy. Trước thêm rồng tiếp theo chưa có những cái món đồ lớn. Liệu tại vì đây là bản đồ rồng gió nó chạy về Baron nhanh lắm. Quan trọng. Cái đoạn đao tiếp theo là cái đoạn đao vô cùng quan trọng để đánh con rồng này. Tôi nghĩ là sẽ đủ khi mà KT vừa rồi cũng đã có một món trang bị lớn và cho nên là bây giờ là phải đánh luôn á rồng á. Đánh không phải để cạnh tranh. Nó sẽ nhìn rồng. Cho tình huống giao tranh rồng. DK sẽ nhìn rồng còn mình nhìn người. Showmaker đang cầm một cái dây chuyền chữ thập. Anh ta có nó nhìn rồng mình nhìn người. Và vừa rồi mua thêm một cái giáp tay seeker. Farm nhanh KT ơi, farm nhanh KT ơi. 12 giây. Và chắc chắn KT sẽ là người chơi quan trọng nhất của GameStop. Vừa đủ đồ hết rồi nè, vừa đủ nhịp đồ hết rồi nè. Người giữ được vị trí và gây sát thương ở vị trí phía sau. Tránh việc là đối phương lao vào mở vào anh chàng này và hơn nữa là cướp anh chàng này. Một pha giao tranh, quyết định nè, quyết định ván này nè. Là địa điểm tuyệt vời cho những pha. Đúng rồi, cho nó ăn rồng. Mình đi từ từ vô. Mình đi từ từ vô. Con Silas mình đi từ từ vô. Rất mạnh cướp rồng về thôi. Mình đi từ từ vô nè. Trong một tình huống giao tranh, Showmaker đứng nhìn cái góc kia. Có chiều nhìn thấy cá nhân, thấy nó rồi. Đúng rồi. Tìm kiếm một tình huống bọc sau nhưng sống kệ nó đánh rồng, kệ nó nhìn rồng mình nhìn người, nó nhìn rồng mình nhìn người, xoáy được không? À xoáy không biết làm vậy, đơ bắn được không? Được rồng dành cho bên phía của DK. Kia tốc biến chạy đi. Levi bị tấn công, đóng đài địa chấn vào. Nó nhìn rồng mình nhìn người mà sao bắn mà đạp ít vậy ta? Lên cái Morello xoáy không có đam gì hết á. Một lần nữa nó khiến cho GameSpot không thể nào tới để ứng cứu và Levi ở pha thi đấu vừa rồi. Và sẽ là con rồng thứ tư dành cho DK, họ đã có được linh hồn rồng rồi. Còn ở bên ngoài thì Dep anh lúc đầu anh ta bị dính hiệu khống chế và dính cái mưa tên lửa. Nhưng khi mà đúng đúng nó là không đủ để tiễn anh ta lên bản đồ số thì anh ta quay trở lại sát thương quá mạnh mẽ đi. Còn Showmaker tại vì nó lên Muelo cho nên là bị đam nó bị thiếu. Họ đang muốn ép Baron trong tiểu này, họ đang muốn ép trước. Còn nếu như ăn được thì họ ăn thẳng luôn. Showmaker cũng chưa mất một ăn xong ăn. Bây giờ anh ta quay lại với đầy đủ lượng tài nguyên. Còn GameStop còn gì đây để có thể thực hiện đam tình huống cả Baron này. Levi bây giờ mới ra, không cướp được Baron là một điều 100%. Và Baron dành cho phía của DK, họ tấn công thẳng vào người thua, kia. Thua ăn một, thua ăn một. Đập bồn mỏng manh không còn tốc biến. Rõ ràng là D plus kia quá mạnh. Họ thực sự mạnh anh Thiên à. Đội hình của họ cái điều kiện thắng nó khó chơi hơn một chút so với GameSpot. Nhưng họ đánh đúng với cái điều kiện thắng đấy và họ đã làm được những cái điều mà họ tính toán từ trước đó. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Không theo được vào người xa quá. Levi, bởi vì Vrell bên này đã ngăn cản. Còn Showmaker một mình anh ta kết góc vào người. Mình nghĩ là đội hình của Gam nên đánh theo kiểu từ trước ra sau á. Pha vừa rồi tại Levi rướng vô thằng Dep, mình nghĩ là Levi với lại Kia'Sa hai người thì không thể nào đủ đam với thằng Dep được. KT nó xa, nó không đủ tầm để nó can thiệp những cái pha giao tranh đó. Mình nghĩ đánh theo kiểu đánh từ trước ra sau á, tức thằng nào gần đánh thằng đó. Tại vì mình có con Jerry khỏe mà. Và họ đã có cứ giết thằng nào cũng được, lấy lợi thế về người xong đánh dần lên đó. Gợi nhớ chúng ta tới còn vừa rồi pha nó Levi mở dùng Dep xa quá. Genji và Jisoo. Genji có một cái đội hình mà họ đánh giao tranh tổng 5 năm không lại Jisoo. Xa quá, không có đụng lên hai cái chiêu cuối vô. Khi họ có người trang bị vượt trội, sau đó mới đánh 5v5 và vừa rồi chính là ví dụ như thế. Và hiện tại D plus kia họ đang chia người ra ở ba cánh khác nhau. Cái trụ thứ hai ở đường giữa đã bị lấy đi rồi. Bây giờ nó sẽ là cái trụ thứ hai ở đường dưới này. Cái trụ thứ hai ở đường trên thì là hơi khó bởi vì đã có KT phòng thủ rồi. Chỉ tiêu là được 30 phút không? Ta không có một tí tầm nhìn nào cả. Quá khó khăn. Đi cây họ đánh cực kỳ chuẩn bài. Và họ thì của vua hành gà đúng không? Không trễ một nhịp nào. Rất khó luôn. Bây giờ không có sớm thì nó 24-25 phút rồi, mình trễ một xíu nó 30 phút. Levi tìm kiếm vào người của Kanna. Vô vọng. Có thật sự bây giờ thì Showmaker đang đẩy tiếp này. Hiện tại anh ta đã có được 3 món lớn, trong khi đó Kia'Sa mới chỉ có một món mà thôi. Rồi. Vào tấn công thẳng Kia'Sa, ta không có tốc biến. Mưa tên lửa giải ra, Showmaker có đồng hồ trong tiếng này. Không trễ một nhịp nào. Sống sót.
và sẽ là cái nhà lính thằng đẹp lên trên tới luôn. Đúng solo kill và đó là mạng dành cho Dev. Double kill dành cho Dev rồi. Barret quay ngược trở lại nhưng không có mục tiêu nào cả. Cả Lem nha. Levik bỏ chạy. Mất hết rồi anh Lâm à. Và mất luôn. Khó. Đối thủ khó quá. Và hai thành viên chủ lực Gamesport là Kia với cả Slider đã phải nằm xuống rồi. Bây giờ DK họ đẩy thẳng vào đường giữa đối phương với 5 thành viên. Tấn công vào và Levi anh ta lao vào đối phương và dâng hiến cái mạng của mình rồi. Thôi. Không có cơ hội nào cả. DK họ hủy diệt hoàn toàn Gamesport. Nó đè ra, nó nắc đủ kiểu. Thôi được rồi. Ít nhất là các bạn tôn trọng chúng ta, các bạn đánh hết nước hết cái 26 phút. Tỷ số là 1-0. Mạng thể hiện của một hạt giống từ khu vực LCK. Tóm gọn một câu thôi, đẳng cấp hoàn toàn vượt trội. Đúng là như vậy. Đúng trình. Kinh quá. Họ không cho phép Gam có bất cứ một cơ hội nào để có thể bật ngược lại. Trận đấu rất đúng trình. Chúng ta những có những cái lỗi. Khoảng cách giữa hai đội như nào thì kết quả thể hiện ra đúng như vậy. Vô cùng chuẩn chỉ và hơn nữa họ snowball khiến cho chúng ta không có bất cứ một cơ hội nào để quay trở lại ván thi đấu này. Mình không có lỗi nhiều. To nha. Mình chỉ phạm một những cái lỗi nhỏ ở khu vực đi đường mà thôi. Nhưng chỉ hai lỗi khu vực đường dưới. Đúng trình. Những điều nó quá khủng khiếp.